Thưa quý vị, thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 090-1812-999, Ban biên tập kênh VTC9 đã nhận được phản ánh về tình trạng trước cổng trường Đại học Thương mại và khu văn hóa nghệ thuật trên đường Hồ Tùng Mậu thường xuyên xảy ra va chạm giao thông. Theo đó, tại đoạn đường trên, các phương tiện tham gia giao thông qua lại đông đúc, nhất là vào giờ cao điểm, buổi sáng và giờ tan tầm buổi chiều. Các phương tiện lưu thông qua khu vực trên theo cả bốn hướng nhưng lại không có đèn tín hiệu hướng dẫn. Do vậy, đoạn đường này thường xảy ra va chạm giao thông vào buổi sáng hay buổi chiều tối. Khán giả mong muốn cơ quan chức năng cần có phương án lắp đèn tín hiệu tại đoạn trước cổng trường Đại học Thương mại giao sang điểm khu văn hóa nghệ thuật Học viện Múa Việt Nam để tránh va chạm. Ngoài ra, có thể lên phương án cấm các phương tiện đi theo hướng từ trường Thương mại vào khu văn hóa nghệ thuật và ngược lại để đảm bảo an toàn giao thông.